Hello, Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Thưa quý vị, giờ đây thì Tuấn Vĩ đang có mặt tại Hội An. Thì hôm nay có một cái sự kiện là mẹ con của cô Hoàng và anh Quy đoàn tụ sau 49 năm xa cách. Vì vậy cho nên là chị Thu là người chị em kết nghĩa với cô Hoàng đã tạo lên một cái buổi dạ ngoại để cho mẹ con được hàn huyên, gặp gỡ bên nhau. Rồi được đi bên nhau để mà trò chuyện, để mà gọi là ôn lại những cái kỷ niệm đó quý vị. Và từ Đà Nẵng mà ra đây thì nó chỉ có 30-40 cây số. Vì vậy cho nên là chị Thu cũng muốn là mời Tuấn Vĩ đi cùng để cùng ra Hội An đi chơi, dẫn gia đình anh Huy đi. Cũng như là sẽ ghi nhận lại trong cái buổi gặp gỡ đó. Thì Tuấn Vĩ cũng xin ghi nhận và truyền tải đến cho cộng đồng, sẵn để cho cộng đồng chúng ta cùng biết, cũng như là cùng thưởng thức, cũng xem khung cảnh ở tại Hội An. Thật ra đó thì đối với cá nhân Tuấn Vĩ thì Tuấn Vĩ không có rành lắm về cái lịch sử, cũng như là về cái gọi là cái địa danh nhiều ở Hội An. Nhưng mà do ở cái vấn đề là thấy cảnh đẹp nên Tuấn Vĩ quay cho cô chú anh chị chúng ta cùng xem nha. Còn gọi là để mà gọi là bình luận hoặc là để mà nói về Hội An thì Tuấn Vĩ không có rành lắm, không có rành nhiều. Nên là giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng tham quan cảnh đẹp, cũng như là tham quan buổi gặp gỡ của hai mẹ con. Và giờ đây Tuấn Vĩ xin được trở lại từ đầu câu chuyện, mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem. Khánh đưa tay lên chào coi. Khánh đưa tay lên chào. Chào cộng đồng ha. Rồi đi sau cho Tuấn Vĩ quay lấy tí hình ảnh chút xíu cái con trai. Đây là con gái đầu của Huy nè. Đây con trai thứ hai nè. Rồi còn đây là con trai Út ha. Toàn nhân tài không á. Đó, đưa tay lên chào. Giờ này mà thưa quý vị, khách du khách cũng đông lắm. Du khách cũng rất là đông. Thì cả gia đình đang còn rủ nhau đi ăn gì vậy Thu? Cao lầu hả? Cao lầu đặc sản Hội An là cao lầu. À. Cái gì rớt vậy? Chuỗi hả? Dạ. Cái cao lầu này đã chắc là để chị Thu phải nói cho em chút xíu, em không biết cao lầu. Chị Thu đứng qua đây cái chị Thu. Dạ. Cao lầu là nó giống kiểu là hủ tiếu vậy hả? Cái nó là một món ăn hả chị? Cái món ăn của Hội An là cái nước Hội An mới làm cao lầu được. Cái nước của nó mới làm được, chứ còn mọi khác ở chỗ khác là không bao giờ làm cao lầu được. Cũng giống như kiểu người ta hay gọi là giống kiểu là bún nước lèo, giống kiểu bún nước lèo ở trong miền Nam như vậy hả? Đúng rồi. Có nghĩa là nó có một cái đặc trưng riêng. Có đặc trưng riêng vì cái Hội An là cái gốc nước của hắn. Cái gốc của nó mới làm cái nước ra cao lầu. Còn mọi chỗ khác không bao giờ làm cao lầu được. Vậy có một cái giếng của nó. Có cái giếng, gọi có cái giếng. Cái giếng là cái nước của nó mới làm ra cao lầu. Mà trong cao lầu đó là có những gì? Cao lầu thịt heo mà nấu chín. Cũng như ví dụ cái mì Quảng Nam là họ kêu bằng mì Quảng. Cũng làm ý giống như mì Quảng đó. Nhưng là Hội An là có cái đặc sản là cái sợi cao lầu hắn là bằng màu hơi nâu nâu vàng vàng. Hơi nâu vàng vàng. Mà là cái thịt của nó là thịt xíu. Nó ngon lắm. Đó là ai tới Hội An là họ cao lầu, chân đập, chè bắp. Rồi cho em giới thiệu chút xíu, đây là một cái ngôi nhà cổ này chị ha. Giống như mấy ngôi nhà này là mấy ngôi nhà cổ. Thấy người ta tham quan này cái trong đó để mình đi ăn cao lầu trước đi chị ha, rồi hồi mình tham quan ha. Vậy là nó cũng giống như kiểu gọi là phở, hủ tiếu rồi này kia, nhưng mà cái tên của nó gọi là cao lầu. Cái tên của nó là cao lầu, mà nhưng là mấy cái loại phở, hủ tiếu là nó mềm. Còn đây là nó sực. Mà cái hình của sợi của nó là nó dày hơn. Nó dày hơn là cái mì Quảng hay là phở, hủ tiếu. Nó dai. Vậy là đại khái là cao lầu là một món ăn. Đặc sản của Cao lầu là một món ăn như đặc sản của Hội An. Mà chỉ có Hội An thì mới có món cao lầu thôi. Vậy thì ví dụ như là ở trên Đà Nẵng mình thì có món cao lầu không?
không có nào, nếu mà Đà Nẵng tất cả chỗ khác á, là cũng phải là lấy cái nguồn nước Hội An về mà đừng có đem để bán được. À. Họ làm xong ra thành phẩm rồi về rồi họ chế biến ra là kiểu làm giống như cao lầu, nhưng thực tế là đúng gốc nó là mới đúng là cao lầu. Hội An mới đúng là cao lầu. Còn hoặc là mình múc nước ở đây về nấu thì không được hả? À, lý do sao mà không được? Không được, vì nó có cái đặc điểm riêng của nó. À, không biết. Giống gọi là bí quyết. Có bí quyết. À, giống kiểu bí quyết mà người ta hay gọi là giống như chẳng hạn là gia truyền này kia ha, giống như vậy ha. Vậy thì cái việc mà bán cao lầu đó thì có nhiều chỗ bán không? Có nhiều tiệm bán không? Nhiều lắm em. Dạ. Nói chung là Hội An là bên chủ yếu là nhất là cao lầu. Dạ. À. Bây giờ mình đi đường nào? Đi, thưa quý vị, là bây giờ đang đi tìm cao lầu. Thì thật ra thì Tuấn Vĩ nghe nói Tuấn Vĩ cũng thấy mê rồi đó. Bây giờ đây mình chơi quán cao lầu của chị mình đây này. À, ok, ok. À, rồi ghé đó ăn. Rồi ok. Rồi mời cô chú anh chị chúng ta cùng ghé ăn cao lầu. Từ cao lầu á, Tuấn Vĩ cứ tưởng là mình ngồi trên lầu ha, giống kiểu là thưởng thức của cái giống kiểu là cái từ mà người Tàu hay dùng á, giống kiểu là cái gì lầu lầu vậy đó, lầu xanh giống lầu xanh chết chết đừng có vô lầu xanh ha anh Huy. Yeah. Nghe nói lầu lầu thấy vui vui vui. À, vậy vô đây ha. Dạ. Vậy thì mình ở đâu chị? Ở đây. Rồi ok, vậy mình ghé. Dạ. Dạ. Rồi. Mời cô chú anh chị Trung Bắc tiệm ăn cao lầu. 87 Trần Phú. Và Tuấn Vĩ ăn rồi Tuấn Vĩ thử gọi là đánh giá và Tuấn Vĩ sẽ trải nghiệm rồi Tuấn Vĩ cho cô chú anh chị chúng ta biết cái cảm nhận đó ra sao. Tuy nhiên thì nói về món ăn thì cũng có thể là tùy theo cái cảm nhận của từng người. Đây cũng có cơm gà, đây cơm dương châu, rồi cơm sổ trứng, đủ thứ. Mình cứ ăn cao lầu coi thử nó ra làm sao. Dạ. Chắc hai bàn mới đủ quá, gia đình mình đông đó. Mình cần là ghép luôn hai bàn. Dạ. Ở đây cũng được này. Ghép ba bàn luôn á, ba bàn dọc. Không, chỉ là bàn ghép cùng chung. À, cùng chung luôn á. Đông người mà anh. Đông người. Gần 20 người nữa. Rồi chị Thu. Chị Thu kêu cho em một cao lầu em ăn thử coi ra làm sao. Còn em đứng ngoài này em quay chút xíu. Rồi mời gia đình mình vô đi con. Vô ăn cao con. Cao lầu. Thưa quý vị, ở đây là phố cổ. Phố cổ Hội An. Thì đây đúng là rất là cổ kính thưa quý vị. Thật sự là rất là cổ kính. Người ta không có xây cấp theo cái dạng hiện đại. Không xây cấp theo dạng hiện đại mà Tuấn Vĩ thấy ở đây vậy là cái người Tây người ta rất là thích. Tây rất là thích theo cái hình thức này. Phố nhỏ đã lên đèn. Thì Tuấn Vĩ nghĩ là Hội An thì nó chỉ có đẹp khi mà lên đèn thôi. Còn bình thường thì có thể buổi ngày thì nó cũng hơi bình thường. Nó giống như một cái đường làng quê bình thường, chứ không có gì đặc biệt. Nhưng mà nó đặc biệt ở cái chỗ là khi buổi tối á, thì là có đèn đuốc này kia lên đó quý vị. Có đèn đuốc này kia chủ yếu là đèn lồng. Đây là đặc trưng của Hội An là đèn lồng. Đèn lồng đủ loại, đủ thứ đèn. Đủ loại đèn lồng Hội An đó. Khách du lịch thập phương, khắp nơi, đủ thứ nơi, đủ thứ nước. Đó, thưa quý vị, là toàn đèn lồng không. Nhà nào cũng treo đèn lồng. Và cái phong cách kiến trúc thì từ cổ xưa đến nay, gỗ có, rồi là xây này kia cũng có, bê tông có.
nhưng mà theo cái kiến trúc cổ xưa. Theo Tuấn Vị nghĩ là Tây á, Tây du lịch họ rất là thích theo cái phong cách này. Những người Tây họ rất là thích. Thưa quý vị, hôm nay coi như ngày đầu tiên mà mẹ con được gặp nhau, được đoàn tụ rồi được cùng nhau ăn những bữa ăn đạm bạc, những bữa ăn gọi là thân mật, cũng vui. Lúc trưa ngồi ăn cũng vậy, anh Huy gấp cho mẹ, mẹ gấp cho con. Rồi biểu con ăn đi, rồi mẹ ăn đi, thấy rất là hạnh phúc. Cô Hoàng, anh Huy, đây nè, chào đi. Cả nhà mình chào ông bà cô chú nè. Cô chọn được món gì rồi? Bánh canh hả? À cao lộ không được. Anh có cơm gà. Dạ. Dạ. Cao lầu. Cao lầu thường là cao lầu ăn với gà hay là cao lầu heo? Thú vị nó sao? Cao lầu heo hay là cao lầu gà? Chị cho nè. Cao lầu heo. Dạ. Cơm là cơm gà. Dạ, chị kêu cho em cao lầu nha. Cao lầu. Đây anh cao lầu giơ tay. Dạ. Bên em 5 giờ cơm. Dạ, em ăn cao lầu. 7 cao lầu phải không chị? 1 2 3 4 5. Cơm, cơm, đây cơm, đây cơm, đây cơm. Đây cao lầu, đó cao lầu là với 7 đây. Yeah. Đây cơm sáng nha, đừng có cho đùi sáng. Cơm giờ sáng, ở đây là cơm. Mấy con là con làm cái cảnh đây. Giơ tay. Giơ tay đây. 1 2 3 4 5 6 7. Bảy cao lầu. Có em nữa nha chị Thu, có em nữa nha chị Thu. Dạ. 7 4 6 13 con tất cả là 13 con cảm ơn. Giơ tay, giơ tay. Giơ tay. Đây, giơ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng rồi. Đúng rồi, 7 cao lầu. 6 cơm gà xé. Ai vắng mặt giơ tay. 1 bánh canh. Không có bánh canh thì bánh canh là rồi, cao lầu ra, cao lầu ra. Rồi, thưa quý vị. Đây là món cao lầu của Hội An đây quý vị. Sao cô gấp cho anh Huy hết trơn vậy? À sợ dai ăn được hả? Rồi trộn lên ăn, trộn lên. Anh Huy cũng chưa ăn luôn. Rồi để chị Thu chỉ cho ăn, vì chị Thu trộn lên này kia sao trộn cho anh Huy biết. Thưa quý vị, trước khi ăn thì chúng ta phải trộn đều lên. Thưa quý vị, là cái sợi của nó đó thì nó cũng giống kiểu là bánh canh dạng đó, nhưng mà người ta có cái đặc trưng riêng, làm cái đặc trưng riêng của nó. Nhìn nó cũng màu nó hơi nâu đỏ một chút, đậm màu giống kiểu là người ta làm từ bằng cái bột này, chắc là cũng làm bằng gạo, từ gạo mà ra hả chị Thu hết. Em cũng biết tả làm sao nữa. Cái nước Hội An mới làm ra cao lầu được. À, nước Hội An. Làm mì Quảng Châu thì nó có nước của nó là làm ra mì không. Dạ. Cô thử làm sao? Anh Huy thử đi. Rồi Khánh ăn gì? Khánh kêu Khánh cái gì vậy?
À, thưa quý vị thân mến, quý vị thưởng thức cái nha. Quý vị thưởng thức cái thì quý vị sẽ cho cô chú anh chị chúng ta cảm nhận nha. Thưởng thức. Cũng lạ lạ. Ngon. Thưa quý vị, là mọi vùng miền có một cái món ăn đặc trưng. Ví dụ như ở Sóc Trăng thì có bún nước lèo, bún Châu Đốc. Ở Châu Đốc thì có bún cá Châu Đốc, về bún sim lo của người Khmer, ví dụ như vậy. Thì ở Hội An đây thì gọi là có cao lầu. Rồi còn ví dụ như ở Sa Đéc thì có hủ tiếu Sa Đéc, Mỹ Tho cũng có hủ tiếu Mỹ Tho, Hà Nội thì có phở Hà Nội. Rồi mời cô chú anh chị chúng ta cùng thưởng thức dùng bữa cơm thân mật với gia đình. cô bị dai không? Cô? Cô chưa ăn. Dạ, ăn đi cô. Dạ. Cái miếng này đúng là cứng nè. Cái miếng này là giống kiểu là tủ hủ ti á. Giống tủ hủ ti chiên lên. Anh Huy thì thấy sao? Ngon không? Dạ, ăn lần đầu ha. Rồi chị vợ anh Huy thấy sao? Dạ. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm. Thưa quý vị thân mến, cũng không biết là có ngon hay không, mà ở trong tô bây giờ là còn có miếng nước không hả? Cô cũng còn chút, còn cô của chị cũng còn miếng nước. Bên đây anh Huy cũng hết sạch luôn. Cái này chắc chủ quán vui lắm nè. Các chủ quán rất là vui. Thưa quý vị, ngoài đường thì cũng hơi mưa lất phất một chút. Du khách thì cũng đang háo hức để đi tham quan. Ở đây thì quý vị thấy là khách Tây nhiều hơn. Khách Tây và khách Trung Quốc. Khách Trung Quốc cũng dọn đông. Thưa quý vị thân mến, sau 40 phút nghỉ ngơi ăn uống thì bây giờ cả gia đình sẽ đi chiêm ngưỡng và quý vị sẽ quay cảnh đẹp ở đây cho cô chú anh chị chúng ta cùng xem. Đây là những vị khách Tây, người thì đi xích lô, người thì bướng xe xích lô đi. Quên, không phải bướng xích lô đi, mà ông xích lô đó là người lái. Rồi chúng ta đi ha. Chiều nay thì có vài giọt mưa bay bay. Chiều nay có vài giọt mưa bay bay nên cũng mát. Đây là đồ mỹ nghệ. Hộp quẹt thì đủ thứ. Rồi đi hướng này ha. Chè bắp hả chị? Chè bắp. Mới ăn cao lầu xong rồi bây giờ lên kế hoạch đi ăn chè bắp. Bánh xào.
quý vị, ở Hội An thì đặc biệt ở đây đó là người ta không có cho xây cất lại, và đây mang tính là phố cổ. Có thể nói rằng là nhìn sơ buổi ngày nhìn thì chúng ta thấy có vẻ như là nó hơi lụp sụp, nhưng mà ở trong cái nội thất á thì đa phần là những ngôi nhà cổ, không cho xây cất theo dạng hiện đại, nó mang tính là cổ kính vậy. Thế là ngày xưa thì nó đã cổ vậy rồi đó quý vị. Ngày xưa thì nó đã cổ kính như vậy rồi. Chắc là theo quý vị nghĩ là từ thời Pháp đến nay, bởi vì những cái kiến trúc xây, nhìn cái màu sơn của tường đó, những cái màu sơn của tường và cái kiến trúc thì quý vị nghĩ là chắc là từ thời Pháp, chắc là cả hàng trăm năm. Có thể nói rằng là đây cũng là một cái sự mà bảo tồn và có một cái nét đặc trưng riêng là cái nét cổ kính của nó. Thật ra thì Tuấn Vĩ cũng không có hiểu nhiều về Hội An, nên Tuấn Vĩ chỉ quay cảnh đẹp cho cô chú anh chị chúng ta xem. Cô mệt không? Cô Hoàng mệt không? Không có mệt đâu. Không có mệt. Cháu mệt chị. Dạ. Đi vui. Nhà cô ở đây hả? Dạ. Cô bán ở đây hay sao? À, rồi chúc sức khỏe cô nha. Dạ dạ. Thằng tượng đó. Thằng tượng. Dạ. Cảm ơn cô nhiều, cảm ơn cô đã quan tâm chương trình ha. Rồi bye bye cô. Quý vị thân mến, Tuấn Vĩ hạnh phúc được cái là khi Tuấn Vĩ đi những nơi mà Tuấn Vĩ đến á, thì đều gặp gỡ những người mà thân thương biết đến Tuấn Vĩ, thì có những lời chúc và những lời khen ngợi. Đó là những cái điều mà Tuấn Vĩ hết sức là quý, và Tuấn Vĩ cảm thấy rằng là mình cũng hết sức là may mắn. Cảm ơn sự quý mến của nhiều cô chú anh chị. Ra đây là người ta thả đằng lồng này kia dưới sông này ha, thả hoa đăng này nọ ha. Đúng là khi đến Hội An đó thì Tuấn Vĩ cảm nhận đúng là hội, có cái từ hội đó quý vị, cái từ hội giống như cái ngày hội luôn. Bởi vì ví dụ như những ngày này là những ngày bình thường này, những ngày bình thường mà người ta cũng chơi rất là đông, người ta đi chơi, người ta đi tham quan, giống như là gọi là trại hội, nên những người du khách này kia người ta bơi thuyền này kia, người ta thượng ngoạn, người ta chiêm ngưỡng, người ta gọi là ngắm cảnh, cảm giác đúng là giống kiểu là một ngày hội đó quý vị, gọi là Hội An là phải rồi. Đó, thì những con đò này là chở du khách ở trên đó. Thì lên đó thì vợ chồng, con cái, người thân thì tâm tình trò chuyện này kia trên đó. Rồi ví dụ như là yêu thương này kia, yêu đương này cũng trai gái yêu đương, một cái khung cảnh rất là thơ mộng đó quý vị. Đúng là Hội An. Cho nên Tuấn Vĩ thấy ở đây, nếu ví dụ như mà những người buôn bán này kia đó thì người ta cũng rất là có cơ hội để người ta buôn bán một cách dễ dàng. Người ta buôn bán dễ dàng và người ta có thể kiếm tiền cũng dễ dàng. Hôm nay tuy rằng là ngày thường nhưng mà du khách đông lắm quý vị.
À, trời hôm nay có hơi hướng là chuẩn bị mưa. Đây vui. Con cái này kia, cả gia đình lên trên một cái chiếc thuyền. Cả gia đình trên một cái chiếc thuyền, xung quanh thì cảnh vật rất là thơ mộng. Tuấn Vĩ thì do bận công việc á. Tuấn Vĩ bận công việc nên ít khi... Ai kiếm ai nữa? Vợ trong tối. À, đi kiếm vợ hả? À, chồng đi kiếm vợ, để em đăng lên em kiếm cho. Để em đăng lên em kiếm cho, kiếm vợ anh Thái Quốc anh Huy. À, trời hôm nay muốn mưa. Giờ đây thì cả gia đình đang còn dẫn nhau đi ăn chè bắp. Hóng hên rồi. Hôm nay trời muốn mưa rồi quý vị. Mát lắm, hôm nay mát lắm. Nay thấy cả gia đình này cũng vui nè. Cả gia đình con cái, chồng con, vợ con chèo trên những chiếc thuyền như thế này cũng vui vui. Tuấn Vĩ thì chưa có thời gian để làm những cái điều này đối với vợ con. Nếu sau này mà có cơ hội, có dịp thì Tuấn Vĩ cũng dành chút thời gian cho vợ, cho con như vậy. Cho vợ con đi chơi như mọi người, ngồi trên chiếc thuyền này kia vậy cho du ngoạn, thưởng thức cảnh đẹp này kia. Nhưng mà thời gian này thì Tuấn Vĩ quá bận rộn. Thật sự mà nói đó là do vấn đề là Tuấn Vĩ hôm nay đi với cô Hoàng, với gia đình cô Hoàng, với anh Huy. Chứ còn nói để mà Tuấn Vĩ chủ động đi chơi thì Tuấn Vĩ chưa có thời gian nào mà gọi là để mà thả lỏng người, hoặc là để mà đi chơi này kia, vậy là chưa có. Nên là hy vọng sau này đó thì thảnh thơi hơn thì có thể làm được điều đó. Còn trước mắt thì chưa dám nghĩ tới. Khắp nơi lồng đèn quý vị. Lồng đèn không. Toàn là người ta đốt lồng đèn. Dạ Tuấn Vĩ không có lạc đâu, mình cứ đi đi. Chỉ có sợ là sợ Tuấn Vĩ lạc hả? Ủa rồi coi anh Khánh á. Dạ. Và thưa quý vị, đúng là ở Hội An đó thì chỉ có một cái là buổi tối như vậy này thì có đèn đuốc này kia lên đó, và đó là cái đặc trưng của Hội An. Cái đặc trưng Hội An là có đèn đuốc này kia vậy đó, chứ còn nói để mà buổi ngày thì nhìn nó cũng bình thường và nó rất là lục sục. Nó gọi là nó hơi trơ trọi một chút thôi. Đúng là Hội An quý vị ha, Hội An. Thường thường thì những cái điểm du lịch á, ai đi đến đâu lần đầu thì cũng cảm thấy lạ lẫm, lạ mắt. Còn ai đi rồi thì có thể cũng thấy nó bình thường. Đối với Tuấn Vĩ thì Tuấn Vĩ cũng cảm thấy rằng là nó rất là lạ lẫm. Anh Huy thấy làm sao, có lạ lẫm không? Cũng có lạ anh ha. Chưa từng ra. Rồi cô Hoàng thì đã từng ra chưa? À cũng lần đầu luôn. Nay có duyên rồi, mẹ con gặp nhau rồi, chị Thu mới muốn tạo cho gia đình mình có cái buổi gặp gỡ này kia vậy thôi. Chứ còn bình thường thì ít có khi mà ra ha cô ha. Dạ. Dạ.
Mà điều quan trọng là đi với ai mới quan trọng ha. À, không không biết đi với ai cả. Dạ. Có thì như lớn quay gì đâu, nó nhỏ nhỏ chị. Dạ. Đi với con cháu này kia thì mới đi vậy thôi chứ bình thường người đâu có đi. Dạ. Đúng là có đi ra mới thấy là người ta chơi bời, người ta đi tham quan du lịch nhiều quá cô ha. Người ta tham quan du lịch rất là nhiều, mình cứ lo làm lụng này kia không chứ mấy khi mình đi đâu. Dạ. Rồi, chắc là bây giờ mình kiếm chỗ mình ăn chè đi ha. Rồi, mình quăng lại. Đây là chú câu này, nhưng mà bây giờ người ta đóng cửa luôn. Người ta đóng cửa rồi, giờ chừng mình quăng lại nha. Quăng lại rồi. À. Đi qua bên cầu. Đi qua bên cầu ha. Chừng mình qua chợ đêm đi. À. Qua chợ đêm bên đó đó. À. Bên chè bên kiếm bổn gì á. Nè, Trinh, phải ăn chè nghe, cái sớm tôi nghe chè, có không có chè, có đập có hiểu. Nó chè miếng, chè miếng bừng đi sao đi. Ngày thường mà đông quá chị Thu hả? Đông lắm. Hôm nay thứ mấy chị Thu? Trời nhất 14 rằm. 14 rằm là đông lắm. Hôm nay ngày mấy chị Thu biết không? Bữa nay là ngày 10 dương là ngày 16. 16. Thứ mấy? Thứ mấy? Bữa nay là bữa thứ ba. À thứ ba mà sao đông dữ vậy này? Nè níu nhau nghe. À coi chừng lạc nha. Níu nhau. Coi chừng lạc nhau nha. Mà nhất là cô Khánh hiện giờ. Đúng rồi, coi chừng nhất là cô Khánh á. Thưa quý vị, bây giờ quý vị đang còn lên một chiếc cầu của Hội An đó quý vị. Ngày hôm nay là ngày thường mà không biết sao mà Hội An đông dữ vậy nè. Thì hôm nay cũng vì cái sự kiện mà mẹ con gặp nhau của gia đình anh Huy và gia đình cô Hoàng, thì Tuấn Vĩ mới đi cùng gia đình để ghi nhận cái buổi đoàn tụ. Nói chung là do là ở gần đó quý vị, giữa Hội An với Đà Nẵng cách nhau có 30-40 cây số. Vì vậy cho nên là chị Thu cũng muốn tạo cái cơ hội cho mẹ con được đi cùng nhau trò chuyện. Hơi tối. Hello. À, nó bảo mình là sẽ trải ra kia đi, mình tí ra nó ghét đến em. Từ từ thôi. Hello quý vị. Tuấn Vĩ ghi nhận xung quanh đây cho cô chú anh chị chúng ta xem. Hội An. Đúng là Hội An quý vị. Như một ngày hội. Rồi bây giờ là gia đình ghé đây ăn chè. Dưới này thuyền chạy ngược về xuôi, biết bao nhiêu du khách, biết bao nhiêu gia đình tham quan, người đi ngược kẻ đi xuôi tham quan, người này nhìn người nọ nhìn người kia. Tuấn Vĩ cũng đang nhìn họ mà họ cũng đang nhìn Tuấn Vĩ đó, nên không có dám nói lớn. Sấm chớp rồi, sắp mưa, trời sắp mưa rồi. Đủ đèn lồng quý vị, đèn lồng, đủ thứ đèn lồng. Đâu đâu cũng đèn lồng hết. Đây là nơi người ta làm tạm bợ cho du khách chụp hình.
Đây nó mở rộng ra đường Phan Chu Trinh rồi, mở rộng ra. Tha hồ mà tạo dáng rồi tạo đi em. Tạo đi, đó. Dáng cô chụp còn đẹp hơn cái dáng cái cô cầm máy còn đẹp hơn rồi cái cô chụp nữa. Wow. Đây có mấy cái con mực bự vậy. Mực về ớt, chim cút nướng, ớt nướng. Đây thuộc khu chợ đêm. Giờ đi đâu? Đi quay lại đâu kia? À quay lại rồi, quay lại đi. Ấy là bữa cà phê chồng. Dạ, đi quay lại, đi về hướng bên xe á. Đi quay ngược lại, đi về hướng bên xe, gặp chỗ nào ăn được mình ăn. Rồi mình ra xe luôn. Khánh lâu ngày ra đường rồi nhìn ngơ ngơ ngắt ngắt à. nhìn hết chỗ này có chỗ kia. Hôm nay đó chị, là ngoài cái số tiền mà em trao hồi trưa ra đó thì có một mạnh thường quân hồi nãy có gửi cho em 500.000, đó là chị Thanh Vân là gửi 500.000 này lại cho Khánh. Này con nè, cô Khánh cho con nha. Cảm ơn đấy con. Nó biết cảm ơn không? Cô Khánh. Xin lỗi cô Vân, cô Vân. Đúng rồi, cảm ơn cô Vân tặng con 500.000 ha. Rồi, đúng rồi, giỏi. Rồi vậy mình đi ha. Mình đi. Thưa quý vị thân mến, hôm nay vậy là đi dạo rồi trò chuyện rồi xong đó rồi đi ăn cao lầu rồi ăn chè. Đó, thì gia đình bên nhau vui vẻ hàn huyên, kể chuyện vui buồn. Chuyện vui, chuyện kỷ niệm trong thời gian qua, hai mẹ con mỗi người một nơi. Bây giờ mới có dịp rồi mẹ con hàn huyên, rồi nay cũng đi trải nghiệm. Coi vậy chứ cũng ở gần Đà Nẵng, nhưng mà mấy khi đâu mà mẹ con đi như vậy đâu. Rồi chào bà chủ nha. Dạ. Thưa quý vị, hôm nay Hội An thì bất chợt có một cơn mưa. Nên là du khách cũng phải chạy đi núp bớt. Còn du khách này làm cái gì đây? Chắc lần đầu tiên được thả theo cái hình thức này. Du khách này lực lưỡng quá. Tây, chủ yếu là
khách Tây nhiều. Thật ra thì Tuấn Vĩ thì cũng không có rành về Hội An nhiều. Tuấn Vĩ chỉ thấy cảnh đẹp thì Tuấn Vĩ quay cho cô chú anh chị chúng ta xem. Cũng như là được nhận lời mời của gia đình thì sẵn Tuấn Vĩ đang ở Đà Nẵng thì Tuấn Vĩ đi luôn vậy thôi, chứ trong đầu Tuấn Vĩ bây giờ là còn ngổn ngang công việc. Trong đầu còn ngổn ngang công việc, Tuấn Vĩ chưa có thời gian để gọi là để mà thưởng thức hay là để mà chiêm ngưỡng cảnh đẹp này kia đó. Chỉ là đi cùng thôi. Đi cùng Tuấn Vĩ quay chụp này kia cho vui vậy đó. Và hơn nữa là đây là cái cuộc đoàn tụ của gia đình, Tuấn Vĩ cũng muốn ghi nhận sẵn hay chuyển tải đến cô chú anh chị chúng, cô chú anh chị chúng ta xem cho vui. Tuấn Vĩ cũng ao ước nè, Tuấn Vĩ cũng ao ước một ngày nào đó thảnh thơi thì cho vợ và con đi chơi như thế này. Thấy người ta vợ con người ta đi trên một cái chuyến đò này như vậy, người ta thưởng thức du ngoạn, xem những cái khung cảnh hai bên, thấy cũng rất là thú vị. Nhưng mà Tuấn Vĩ thì Tuấn Vĩ chưa có được cái may mắn đó. Vào thời điểm này thì công việc còn quá ngổn ngang nên không có dám nghĩ tới. Hội An thì khắp nơi là đặng làng đèn lồng, khắp nơi trên giới trên dưới đèn lồng dữ lắm, toàn đèn lồng không. Đó là cái đặc trưng nữa quý vị, đèn lồng đó là đặc trưng của Hội An. Tự dưng có một cơn mưa rồi nó hơi gián đoạn một chút. Rồi bây giờ cả gia đình mình đưa tay chào ông bà cô chú, cái chúng ta sẽ trò chuyện chút thì chúng ta kết thúc nha. Chào ông bà cô chú anh chị thân mến. Thưa quý vị, trước tiên là con muốn hỏi cô một cái, ở cái tuổi 71 á mà hôm nay đi xa như vậy đó, nay đi bộ chắc là tính ra cho cả cái mấy cây số có ha. Vì hôm nay cô đi bộ vậy thì cô hoàn thấy làm sao? Cô mệt nhưng mà cô thấy vui. À mệt mà vui. Cố gắng. À cố gắng cô ha. Dạ. Nay đúng là thật sự là lần đầu tiên được đi với người thân ruột thịt, đúng con rồi. Cháu của mình cô ha. Cô thấy vui lắm con. Dạ vui. À, thưa quý vị, thật sự là đối với cá nhân Tuấn Vĩ cũng vậy. Cá nhân Tuấn Vĩ cũng là lần đầu tiên Tuấn Vĩ được đi Hội An. Thì trong phim ảnh này kia thì Tuấn Vĩ cũng thấy nhiều gì nữa, nhưng mà gọi là để mà được trực tiếp chứng kiến như vậy là Tuấn Vĩ cũng lần đầu tiên. Thật sự là Tuấn Vĩ cũng thấy đẹp mắt, cũng vui cô ha. Ừ, cũng rất là vui. Nhưng mà Tuấn Vĩ thì không có am hiểu nhiều về cái lịch sử, cũng như là không am hiểu nhiều về du lịch. Vì vậy cho nên là Tuấn Vĩ cũng không có dám nói gì thêm, chỉ có quay cảnh đẹp này kia cho vui vậy thôi. Thì bây giờ thưa cô và thưa gia đình mình, chúng ta cũng đã đi chơi, cũng đã hàn huyên, rồi cũng có ăn chè, rồi ăn cao lầu này kia vui vẻ rồi. Thì bây giờ chắc là Tuấn Vĩ sẽ kết thúc cái buổi trò chuyện hôm nay. Và trước khi kết thúc buổi trò chuyện hôm nay thì đối với cô Hoàng thì cô có muốn nhắn gửi gì tới cộng đồng hay là có cái tâm tư gì muốn trao đổi? Có. Vậy thứ nhất là xin cảm ơn là cộng đồng mạng. Hay là cảm ơn chú Tuấn Vĩ. Đó. Có cái sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Cho nên ngày hôm nay là mẹ con mới được trùng phùng và hạnh phúc. Còn là chúc chú Tuấn Vĩ là coi như là gia đình được hạnh phúc. Rồi trên sự nghiệp nó thành công, phát đạt để giúp đời giúp người. Cảm ơn chú Tuấn Vĩ và cộng đồng mạng. Ok cô, rồi cảm ơn cô nhiều. Rồi một lần nữa đối với cá nhân con thì con cũng xin chúc cho cô sức khỏe nè. Rồi nay về sau anh Huy và các cháu có thời gian là thường thăm mẹ, rồi nếu có duyên á, cô mà có vào trong đó chơi hồi nãy kia đó thì cho con biết, con cũng có thể là tham gia cùng lên nhà anh Huy, thăm gia đình anh Huy cô hết. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô. Rồi bây giờ tới anh Huy ha, chắc là anh Huy cũng có đôi lời muốn gửi tới cộng đồng ha. Rồi cô đứng đó đi cô. Rồi anh Huy có muốn chia sẻ điều gì sau buổi đi chơi hôm nay, cũng như là muốn gửi gắm tâm tư gì tới cộng đồng không nè? Nói chung là hôm nay anh ra đây nói chung là được gặp mẹ là mừng lắm. Cũng được là đi một lần đầu là đi được Hội An, mẹ với chị rồi dắt đi với Thu Vĩ.
Nó thật là từ nhỏ tới lớn luôn, nhưng mà hôm nay là phải nói sướng, sung sướng nhất trong đời đó, chưa từng được luôn. Và lần thứ hai nữa là xin cảm ơn cộng đồng mạng, các mạnh thường quân đã giúp, với Tuấn Vĩ đã giúp đỡ vợ chồng anh với mẹ con anh là gặp lại nhau, cũng là giúp đỡ kinh phí cho vợ chồng anh ra thăm mẹ. Nói chung cũng không biết nói gì hơn là chỉ có biết cảm ơn thôi chứ không biết làm sao bây giờ. Đúng rồi, ghi nhận cái ân tình thôi anh ha, chứ không biết nói sao hơn. Thì thưa quý vị, cũng có thể là cái video trước á, là một số cô chú anh chị hoặc là một số mạnh thường quân chưa xem. Vì vậy cho nên là Tuấn Vĩ cũng xin nhắc lại cái số tiền mà Tuấn Vĩ đã gửi cho gia đình mình trong những ngày qua. Thì kỳ trước đầu tiên thì Tuấn Vĩ có gửi 7 triệu hỗ trợ cho anh chị, thì Tuấn Vĩ chuyển khoản. Còn hôm qua đó thì Tuấn Vĩ có gửi 100 đô cho hình như cho cháu ha, cho cháu con của chị Phương. Chị Thu là 100 đô đó của chị Phương Mỹ. Còn ngày hôm nay đó thì Tuấn Vĩ gửi 27.500.000 đồng. Thì trong 27.500.000 đồng đó thì của chị Thanh 20 triệu là cho anh Huy, vợ chồng anh Huy có cái chi phí để cho con cái này kia, tính là cho con cái này kia đi máy bay trải nghiệm cho biết, để tội nghiệp đi xa xôi đó. Nhưng mà rồi cái số tiền đó thì tùy anh chị sử dụng ha. Tuy nhiên là mục đích của Mạnh Thường Quân thì cũng muốn tạo điều kiện cho các cháu, để các cháu đi ra thăm bà nội cả gia đình cho vui. Thì Tuấn Vĩ đã gửi cho anh 20 triệu hồi trưa. Thì ngoài 20 triệu đó ra đó thì có gửi cho gia đình bên chị Thu là 2 triệu đồng là của chị Huyền gửi cho cháu Khánh. Và rồi 5 triệu đồng thì có gửi cho cô Hoàng là của anh Đàm Quán Cư. Còn hồi nãy đây thì có một chị tên là Thanh Vân có gửi 500 ngàn thì cũng cho cháu Khánh. Rồi vậy là gia đình mình nhận đủ ha. Một lần nữa chúng ta vỗ tay nghe, chúc mừng. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân chứ không biết nói sao hơn chị ha. Dạ, đúng rồi. Rồi vậy thì anh Huy có muốn nói gì thêm được không? Nếu không thì em sẽ cài micro cho chị Thu có đôi lời thì chúng ta sẽ kết thúc ha. Nói xong rồi. Dạ, nói xong rồi chứ bây giờ vui quá không biết nói sao hơn nữa ha. Dạ. Rồi, vậy bây giờ tới chị Thu có đôi lời ha. Thật sự mà nói đó là trong cái việc mà kết nối để mà mẹ con gặp được nhau hôm nay đó, thì là với cái sự mà kết nối của chị Thu là một cái điều mà hết sức là một cái mấu chốt rất là quan trọng đó thưa quý vị. Nên là qua đây thì rất là cảm ơn chị Thu rất là nhiều đã kết nối đúng thời điểm để cho mẹ con được gặp nhau. Chị Thu có đôi lời đến cộng đồng ha. Cũng thưa cộng đồng mạng, thì kết nối Tuấn Vĩ kết nối là vừa rồi là cô Hoàng và cháu Huy đã đoàn tụ mẹ con. Thì cái điều đó là nói chung là tôi cũng rất vui. Cái điều đó mẹ con gặp nhau tôi cũng vui. Thì đợt này là Tuấn Vĩ với cả gia đình của cô Hoàng với tôi đi Hội An, thì trừ cái đoàn tụ với nhau thì vui cho chừng biết nói răng. Thì trước mắt là cảm ơn cộng đồng mạng, thì cảm ơn Tuấn Vĩ. Chúc được chúc cộng đồng mạng mạnh khỏe, vui vẻ, và chúc vợ chồng Tuấn Vĩ vợ chồng hạnh phúc trong công việc của Tuấn Vĩ thành đạt. Cái trừ nó thiệt ra là Thu không biết nói chi hết, còn môi trừ cũng chưa lên cộng đồng mạng mà cũng chưa biết cái chi hết. Tôi có chia sơ sót thì cộng đồng mạng cũng tha thứ bỏ qua. không có gì. Rồi ok chị. Rồi chân thành cảm ơn lời phát biểu chân tình của chị ha. Rồi cảm ơn chị. Rồi các cháu nè, các cháu có ai muốn chúc bà nội điều gì, hay là có cháu nào có ý kiến gì không nè? Cháu lớn đi ha. Cháu lớn đại diện cho gia đình mình có đôi lời tới cộng đồng, rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi trò chuyện hôm nay ha. Đây là con gái lớn nè. Được gặp bà nội là được không? Rồi con nói đi con. Là được gặp bà nội thì tụi con cũng vui lắm, thì cũng mong bà nội là sống lâu tụi con để mà hưởng được cái niềm vui ở bên con cháu, chứ lâu rồi bà nội cũng ở cùng mình. Cho bà nội đứng lên, bà nội đứng lên đây này mới đúng nè, phải nói với bà nội mới đúng. Đó, bây giờ là chỉ mong nội sống lâu với con cháu để mà hưởng niềm vui với con cháu thôi, chứ còn hồi giờ thì nội ở mình rồi. Bây giờ được gặp lại nội thì vui. Nội sống lâu với con cháu nhiều vui hơn nữa. Ok, niềm vui là nhiêu đó là tuyệt vời rồi ha. Rồi cả gia đình mình đứng vô đây nè, mình đưa cái tay lên mình chào ông bà cô chú thì chúng ta sẽ kết thúc nè. Năm anh em trên một chiếc xe tăng nè.
Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị. Bye bye. Và chúc gia đình luôn hạnh phúc, bình an và mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị.